thách độc liên. Các bạn thân mến, ở vòng thi này thì mỗi đội sẽ cử ra một thí sinh đại diện cho đội của mình và từng thí sinh sẽ trình bày một ca khúc. Đó, khó lỡ chỗ bây giờ các bạn chỉ còn một mình đứng trên sân khấu và thể hiện trọn vẹn một bài hát. Đội xinh tươi ơi, người bạn nào sát ở vòng này đây? Dạ, Huỳnh Anh ạ. Em hát bài gì? Dạ, em hát bài Giấc mơ chỉ là giấc mơ của Đức Chi. Giấc mơ chỉ là giấc mơ của đội xinh tươi bạn Huỳnh Anh. Còn đội mạnh mẽ? Mình hát à? Mình tên là Khôi Nguyên à. Mình hát bài Vẫn Nhớ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với đội xinh tươi trước với một ca khúc của nhạc sĩ Đức Chí. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thưởng thức ca khúc Vẫn nhớ và đội mạnh mẽ xin mời. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhịp mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu, một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua một hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ơi. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng. Hãy rất thích ca khúc này và bạn đã trình bày rất thành công. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cổ vũ khán giả dành cho hai đội. Các bạn khán giả ơi, các bạn cổ vũ như thế nào cho đội? Đến đây! Wow, 100% luôn. Có lẽ là khán giả hơi là ưu ái cho đội xinh tươi đấy. Còn đội mạnh mẽ thì như thế nào hả các bạn? Giờ phần này là cả hai đội đều ngang bằng ha. Nhưng mà không biết một phần quan trọng đó là chấm điểm của máy tính như thế nào đây. Wow! Và chúng ta đã có kết quả. Đội xinh tươi có số điểm vòng 4 là 178 điểm. Và đội mạnh mẽ nhỉnh hơn một chút xíu với số điểm là 186 điểm.
số điểm sau 4 vòng thi như sau. Đội xin tươi được 750 điểm. Còn đội mạnh mẽ vượt lên với 768 điểm. Chúc mừng các bạn thân mến, và chúng ta thấy được đội mạnh mẽ vẫn đang chiếm ưu thế. Đội xin tươi hãy cố gắng lên, các bạn chỉ còn một vòng cuối cùng mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến vòng năm của chương trình được mang tên Khuấy động đam mê. Ở vòng thi này, hai đội sẽ cử ra mỗi bên một thí sinh và hát chung với nhau trong một bài hát. Các bạn thân mến, bài hát này các bạn phải diễn xuất thật nhiều, phải lấy tình cảm khán giả thật nhiều. Bởi vì sao? Ở vòng này không còn phần chấm điểm máy tính nữa, mà chỉ còn các bạn khán giả cổ vũ thôi. Và đội xinh tươi ơi, bạn cử người bạn nào ra đây? Em ạ. Bạn ai thi đội xinh tươi? Còn đội mạnh mẽ? Duy Ngọc. Vâng, và xin mời bạn Duy Ngọc cùng với bạn Ái Thi sẽ cùng nhau trình bày ca khúc Dấu Yêu của nghệ sĩ Quốc An. Xin mời. Khúc vừa rồi thật là hay phải không ạ? Tuy là hai bạn hai đội đối thủ nhau nhưng mà diễn cũng rất là tình cảm chứ bộ. Và bây giờ có lẽ là phần khó nhất dành cho khán giả là các bạn phải bầu chọn cho đội nào có chỉ số bình chọn cao hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với đội xin tươi. Đã đạt đến con số cao nhất là 100 điểm. Vậy thì còn bên đội nam mạnh mẽ thì như thế nào á? Không thua kém gì phải không anh Lương? Rất tiếc là chỉ số chúng ta chỉ có 100 điểm, nếu không đội nam là quá lố 100 nữa đó. Vâng, các bạn thân mến, vậy là chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi sau 5 vòng thì tổng số điểm của hai đội là bao nhiêu nhé. Chúng ta cùng chờ đợi. Wow! Và chúng ta đã có kết quả, đội xinh tươi được 850 điểm. Và đội mạnh mẽ được 868 điểm. Chúng ta lại có đội thắng cuộc trong ngày hôm nay, đội mạnh mẽ với 4.500.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Còn đội xinh tươi sẽ ra về với số tiền thưởng là 2.100.000 đồng. Không những thế, hai đội còn sẽ có những phần quà rất dễ thương của nhà tài trợ Pepsi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Khuấy động nhịp đam mê do Đài Truyền hình Hồ Chí Minh thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Pepsi của công ty PepsiCo Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Còn bây giờ là cơ hội dành cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình ở nhà. Nếu các bạn muốn trở thành thí sinh tham gia chương trình của chúng tôi thì hãy nhanh tay gửi video clip của bạn đến hai địa chỉ website của chương trình như sau. Địa chỉ thứ nhất: www.khuấydongnhiepdamme.com. Địa chỉ thứ hai: www.pepsiworld.com.vn. Và xin được hẹn gặp lại các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba chương trình HTV7. Còn bây giờ, trước khi chúng ta chia tay, mình sẽ cùng hát một bài hát thật là vui của chương trình, đó chính là Khuấy động nhịp đam mê.